Thưa quý vị, không chỉ là bộ não số trong chỉ đạo điều hành của chính phủ và chính quyền địa phương, Trung tâm Điều hành Thông minh IOC của tập đoàn VNPT đã và đang hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bình Phước. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, hệ thống bản đồ số dịch tễ COVID-19 đã nhanh chóng được triển khai và cập nhật đầy đủ thông tin các ca nhiễm, nghi nhiễm F0, F1, F2. Các vùng, khu vực cách ly, vị trí chốt kiểm soát, công bố các địa bàn hành chính nguy cơ cao được trung tâm IOC cập nhật theo thời gian thực. Đồng thời, toàn bộ thông tin và dữ liệu thông qua hệ thống bảng điều khiển tại trung tâm IOC đã giúp lãnh đạo tỉnh Bình Phước thấy ngay bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh như số ca dương tính, ca tử vong, ca bình phục, tiêm chủng, phân bố vùng nguy cơ cao với phạm vi nhỏ nhất, các vùng xanh. Thông qua hệ thống camera nhiệt, camera trong các khu cách ly, khu phong tỏa, tình hình người ra vào tỉnh đi qua chốt kiểm soát dịch, hoạt động trong các khu cách ly, khu phong tỏa cũng được cập nhật thường xuyên theo bảng theo dõi hiển thị tại trung tâm IOC, đã giúp kiểm soát chặt chẽ, chi tiết từng khu vực. Tổng đài đa kênh 1022 tại trung tâm IOC trở thành kênh tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhạy, giúp chính quyền địa phương đưa ra giải pháp kịp thời để ngăn chặn, hỗ trợ người dân. Đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xếp vào nhóm những tỉnh thành kiểm soát tốt dịch bệnh.